để xem hôm nay chúng ta có gì nào. Đó là mắm tôm. Đúng đấy mọi người ạ. Trời ơi, tôi thèm bún đậu mắm tôm không thể cưỡng lại được rồi luôn ý. Do tầm này chả ai bán bún cả nên tôi đành phải tự nấu bún khô thôi. Cái giống bún khô này luộc rõ lâu luôn, xong là phải vớt ra giá là phơi tầm 30 phút gì đó thì nó mới gọi là xe xe đấy. Tiếp đến là luộc thịt lợn. Trong thời gian đợi thịt chín thì tôi sẽ đi nhặt rau nhá. Bình thường ý, thì sẽ có nhiều loại rau hơn, nhưng dịch dùng mà, có gì dùng đấy. Với cả một mình ăn ý, thì một bó kinh giới với một bó húng láng là dư rồi. Ngày xưa ý, thì tôi không biết ăn rau thơm đâu, nhưng công nhận ý, là không có mấy cái loại rau này thì đồ ăn nó mất ngon hẳn đi. Khổ đấy, nhà thì có mỗi cái bếp nên là cứ phải xong thứ này thì mới nấu được thứ khác. Xong thịt ra rồi thì mới đến phần rán đậu và rán chả nhá. Đậu cắt từng miếng nhỏ rán ngập dầu cho vàng rộm bốn vùng xung quanh thì ăn nó mới phê. Hoang mang nhất ý là mấy cái miếng chả cốm ý mọi người. Đây là lần đầu tiên mình dùng cái loại chả này nên là nhìn nó cứ bở tơi ra, kiểu không quen. Chả biết là chả nó có thành chả cho không ý mọi người ạ. Các bạn thấy tôi rán đậu có đỉnh cao không? Chín vàng đều mà không hề bị nát nhá. Đủ tiêu chuẩn để lấy vợ luôn. Một phần bún đậu đầy đủ ấy, thì còn thiếu nhiều món lắm, như là nem rồi lòng miếc các kiểu con đà điểu. Nhưng mà ở nhà thì không thể nào đòi hỏi nhiều hơn được. Dám nấu xong tất cả các thứ rồi thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là thái ra và bày biện thôi. Hôm nay cả thịt heo và đậu đều ok, riêng chỉ có mỗi cái chả cốm là nó cứ nát lên bét ra, bực mình thật sự. Tới đây là chưa xong đâu, còn một cái phần quan trọng không kém là đi pha mắm tôm. Trời ơi, bún với thức ăn có ngon đến đâu mà gặp phải mắm lởm thì cũng coi như vứt. Cách pha đơn giản nhất là đổ dầu thật sôi vào mắm tôm, thấy nó xèo xèo lên như vậy là đạt. Đừng quên bỏ đường và cắt thật nhiều ớt vào đấy nha. Còn nếu bạn không ăn được cay thì thôi. Mắm tôm thì vắt quất là chuẩn nhất, nhưng nhà không có quất nên đành chơi bằng chanh vậy. Đánh mắm cho đến khi nó nổi bọt lên như vậy là có thể oánh chén được rồi. Ok, mời mọi người nhá. Ôi, sao mà tôi nhớ những cái buổi trưa Hà Nội sau những giờ làm việc phi vào quán bún đậu dõng dạc gọi: chị ơi, cho em mẹt bún đầy đủ, em chấm mắm tôm nhá. Đấy, nghe là oai không? Ăn xong rồi thì phi ra quán trà đá, làm một cốc trà đá súc miệng. Súc miệng xong rồi thì nhai thêm đôi sinh gum để khử mùi nữa. Đúng là ôi 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 luôn, nó lại quá là tuyệt vời luôn. À, mời mời nhá. Xin chào cả nhà nhá. Khổ đấy, cả ngày chỉ nghĩ là đi ăn gì thôi cũng khổ. Search Google ra một cái quán lại gần ngay công ty, thế nó mới xuân chứ lệ. Quán bún hải sản ở cuối ngõ 60 Dương Khuê, lại ở đúng cái góc cua khuất nên có lẽ là ít ai để ý thấy. Menu nhiều món mà món nào nhìn cũng mà lem ý. Mình hí hửng gọi một bát bún hải sản đặc biệt có con ghẹ to đùng đây này. Mà tiếc quá là hết tiêu mất rồi, buồn như con chuồn chuồn luôn. Quán sạch sẽ, gọn gàng, điều hòa với quạt mát lạnh. Và hơn nữa trà sâm dứa thì miễn phí luôn nhỉ. Để ý xem thì thấy quán in cái mật khẩu wifi miễn phí trên những cái sticker cực cute quen thuộc với tất cả những ai dùng Facebook. Tên tên. Và cuối cùng thì đồ ăn của mình cũng đã ra đây rồi. Ui, nhìn này. Nào là tôm, mực, bề bề, ngao, gạch ghẹ, sụn. Ui, tràn topping luôn. Nhìn quá là đầy đủ. Ai, còn thơm nữa. Các bác nhìn miếng tôm, miếng thịt thì nó có chất lượng không? Tôm to, dai, ngọt thịt, bề bề và mực cũng vậy. Ai ăn hải sản quen thì ăn một miếng sẽ biết đâu là đồ vớ vẩn và đâu là đồ ngon ngay. Ngoài những thứ trên thì còn có thêm cả đậu và dứa nữa. Ờ mà khoan, dứa trong tiếng miền Nam gọi là thơm đúng không? À, giờ thì mình đã biết cái ý nghĩa của cái tên quán này rồi nha. Bún hải sản thơm. Nước dùng ngon, đậm đà vì có gạch ghẹ và ngao nên nước nó rất là tròn vị. Ăn với rau chủ yếu là rau cần, còn ai ăn được với rau sống thì nó sẽ mát hơn. Nói chung ý, đúc kết lại là rất đáng đồng tiền bát gạo. Đồ ăn ngon này, không gian sạch sẽ này, mà quan trọng là thái độ nhân viên rất chu đáo và nhiệt tình. Vì hôm nay mình đã được trải nghiệm một dịch vụ tốt nên mình cũng sẽ nhiệt tình chỉ đường luôn cho nó uy tín. Đấy, mọi người nhìn này, mọi người đi vào ngõ 60 Dương Khuê nhá. Đến chỗ tòa FLC thì nhìn sang bên tay phải. Đó, chữ to đùng kia kìa, bún hải sản thơm đó. Ai đi qua đây rồi thì nhớ ghé thử nha, đáng đồng tiền đấy. Và giờ thì xin chào tạm biệt và bye bye tất cả mọi người.
Hello mọi người nhỉ, ăn món Bắc, món Nam nhiêu rồi? Hôm nay mình cùng nhau đi thưởng thức ẩm thực Huế nhá. Bún bò Huế Anh Quân 51 Đại Cầu Việt. Ui thề, cái đường này nó phải có cỡ 30 nhà cùng số 51 luôn ý. Đến quán này thì chúng ta tự đi lấy trà đá hoặc sữa đậu cho nhanh nhá, vì là free mà. Quán Anh Quân sát phố nhưng giá vẫn bình dân nha mọi người. Một bát đầy đủ có miếng chân giò, thí tiết, gân, rau thì chúng ta chỉ cần nhúng vào nước nóng là ăn được ngay. Bỏ thêm cái nước hành này, nghe đâu là hành đặc sản mang ra từ miền trong ấy. Nước dùng không hề béo và váng mỡ, có vị thanh thanh. Miếng bò thì to đùng, ối rồi ôi luôn. Chân giò ninh nhừ, cắn mềm cực, khẽ một chút là róc hết xương ra rồi. Quán nhỏ, ít bàn ghế lại đông khách nên mình không dám ngồi lâu nhâm nhi. Ăn xong nhìn thấy có người đứng đợi là mình cũng sốt ruột, mới ngại. Nên là đẩy nhanh tiến độ đứng lên cho người ta còn vào bàn. Rồi, ok nhá. Mọi người đã có ai ăn ở đây chưa thì hãy comment cho tôi biết thêm ý kiến và cảm nhận của mọi người nha. Xin chào tất cả mọi người nhá. Ngày trước có order xuất bún chả bà về ăn thấy ok nên hôm nay tiện đường ghé qua quán luôn. Quán nhỏ xinh thôi nhưng may quá là có điều hòa mát lạnh mọi người ạ. Chứ không thì với cái thời tiết này ối dồi ôi lắm. Định ăn món cũ thì lại thấy quán có món mới là bún trộn nên gọi ăn thử luôn xem có gì mới không. Một suất như này khá đầy đặn, có lạc, nộm, rau, thịt nướng đầy đủ. Nước mắm tự pha rồi tưới vào trộn đều lên là có thể thưởng thức được rồi. Thịt ba chỉ có cả nạc cả mỡ nhưng được nướng rất kỹ nên không hề bị ngấy một chút nào. Mặc dù mình là người không ăn được mỡ, ai lười lười thì cứ ăn đồ trộn như này là đúng kiểu nhá. Cứ một gắp là được cả thế giới vào miệng. Cameraman của mình thì ăn bún nem, thề là mình phải gắp trộn mấy lần bởi vì vị nem ở đây nó ngon và đầy đặn như nem mẹ làm luôn á. Theo mình đánh giá thì thương hiệu quán bún chả bà này đã tồn tại được lâu đời rồi và mình thấy quán rất là biết cách thay đổi theo thời đại, chịu đầu tư về nội thất sạch sẽ, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, cho một like. Bông rùa nha, hôm nay chỉ là đi ăn sáng bình thường thôi nhưng tình cờ mình gặp được một quán khá là ok nên quyết định quay lại để giới thiệu cho mọi người luôn. Bánh cuốn bún chả gà tần 39 ở Yên Hòa Cầu Giấy. Quán để đũa giấy ngăn nắp sạch sẽ, lại có dụng cụ để phòng dịch rất đúng quy định nữa. Gà tần nóng hổi, đun dừ, làm bát bột canh quất ớt chấm là phê loài luôn. Tuốt một cái là thịt ra đằng thịt, xương ra đằng xương. Gà tần hầm hương vị vừa đủ, không bị quá mùi thuốc bắc. Nhưng món này chỉ ăn hương ăn hoa tẩm bổ thôi, chứ đừng ăn no nhá. Xong rồi mình gọi thêm một bát bún chả nữa thì nó mới đúng kiểu. Bún ăn bao nhiêu cũng được, hết lại xin. Nước chấm nóng bỏng lưỡi. Còn chả nướng thì thịt cứ gọi là ngập miệng nhá, không ngấy tẹo nào luôn. Giá cả ở đây thì rất là bình dân nha, 25.000 đồng cho bún chả và bánh cuốn và 55.000 đồng cho con gà tần. Đó, các bạn ai đi qua khu vực này thì nhớ ghé qua ăn thử một lần cho biết nha. À, tránh tầm 7:30 sáng và 12 giờ trưa ra vì tầm đó quán khách đông vô cùng luôn đấy. Ok nha, bye bye. Bún tóp mỡ mọi người ơi, nghe lạ không? Phần tôm thì tôm thấy nó lạ rồi đấy, kiểu như mình nghĩ là tóp mỡ thì còn gì để mà ăn ấy. Bún này nói chuẩn là bún tóp mỡ riêu cua, bởi vì nước dùng của nó là canh riêu cua. Ngoài tóp mỡ ra thì còn có cả thịt mọc, đậu rán, bò trần. Và nếu như bạn gọi một cái bát chanh xả giá trên 65 cành thì còn có cả chân giò cuộn tai, đuôi và cả tai heo nữa cơ. Mặt bàn quán thì tôm thấy khá là nhỏ, có vài cái bàn thôi à. Nhưng mà được cái là bạn nhân viên phục vụ ở đây lại xinh ơi là xinh nhá. Ôi rồi, ông nào ế cứ chăm chỉ ra ăn bún biết đâu lại có người yêu chứ. Và tôi cũng không nghĩ được là ăn tóp mỡ với bún nó lại ngon, nó lại hợp như vậy đâu. Tóp mỡ giòn tan, thơm. Mà tóp ở đây toàn là phần tóp của chỗ thịt mỡ ngon thôi, chứ không phải là bèo nhèo bạc nhạt đâu nhá. Viên mọc to uy tín luôn. Bát của tôm gọi là bát trung bình nhất ở đây rồi. Bởi vì cũng sợ ăn lần đầu tiên không hợp vị nên không dám gọi nhiều. Nhưng hứa là lần sau quay lại nhá, tôm sẽ gọi cái suất lớn nhất chỗ này để ăn thử xem thế nào. Uy tín luôn nhá. Mọi người muốn tôm La Cà đến địa điểm nào thì hãy comment ở dưới nha.